Hơn 9 tỷ đồng là số kinh phí đầu tư xây dựng các công trình dân sinh trong 5 năm qua của xóm 4 xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên. Điều đáng nói là trong đó có gần 700 triệu đồng được huy động từ sức dân. Để hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong năm nay gần 200 triệu đồng để nâng cấp mở rộng một số tuyến đường nội xóm sẽ tiếp tục được người dân nơi đây đồng thuận đóng góp, chung sức cung cấp ủy chính quyền địa phương. Chúng tôi công khai rất rõ ràng trên cái việc đóng góp của người dân đối với chúng tôi là không có gì vướng mắc cả, chỉ có cái bàn luận làm sao để nó phù hợp với cái điều kiện mức sống của người dân thôi. Minh bạch, công khai chính là một trong những giải pháp để xã Phúc Thuận huy động được trên 4 tỷ đồng từ nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng từ đầu năm đến nay. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Cùng với đó, nhằm củng cố, nâng cao vai trò của cấp ủy đảng chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, các giải pháp nâng cao hiệu quả, giải quyết ý kiến, kiến nghị của công dân và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính được địa phương đặc biệt quan tâm. Khi người dân đến làm thủ tục, làm giấy tờ thì được các cán bộ xã rất hướng dẫn rất là chu đáo. Đặc biệt thì làm những giấy tờ mà được làm qua ứng dụng bằng những trang web mạng thì làm rất là nhanh. Thì người dân cũng không mất thời gian chờ quá lâu và không phải đi lại nhiều lần. Cái chỉ số quản trị môi trường là một trong những chỉ tiêu mà chúng tôi đang đặc biệt quan tâm. Bởi vì địa bàn rộng, dân số đông và có nhiều trang trại trên địa bàn. Một mặt tăng cường thông tin tuyên truyền đến người dân các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ môi trường. Mặt khác thì chúng tôi thường xuyên tổ chức đoàn xuống kiểm tra tại các trang trại, các gia trại để tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm. Từ đó thì người dân sẽ nhận thức tốt hơn. PAPI là bộ chỉ số đánh giá mang tính tổng thể nên chất lượng chỉ số này phản ánh được năng lực, hiệu quả phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những ưu tiên trọng tâm của xã Phúc Thuận trong nâng cao chỉ số PAPI sẽ là kinh nghiệm để nhiều địa phương có thêm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp xã, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.